Ngày móm thì cùng mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy rắc không bạn? Bạn phê quá các bạn ơi. Mấy gần 3 năm rồi. Lâu mà. Không có vấn đề vậy. Cái này mua mới 8 vừa mấy á. Cái máy dây lưu đồ này xài lâu lắm á. Ý nghĩa là cái này mua 8 vừa mấy á. Phải thì biết em biết mà. Lâu rồi. Cái suối hả? Ê, chai nước suối vậy? Một chai với lon một hút luôn. Có cái bịch đâu, con xin cái bịch đấy. Con nước được rồi, con chai. Con chai lọt không ạ? Thấy không? Xài pin nó đủ. Đỏ tờ này mới được. Ba đưa em ra. Được ha? Em đổi cái xài của bên nó quay nhanh hết lắm. Mình cắm trực tiếp mà xài cả ngày quay ngày luôn, không bị nóng gì hết. Cái này 7 giờ nó làm như ra 9 ra 11 rồi. 11 rồi. Chắc sửa có 12 luôn rồi. À, YouTube
gì có kênh YouTube là câu cá gì phải không? Ờ, đam mê câu cá. Rồi đi câu đi. Ok nha các bạn, mình mới vừa đi chạy ra lấy cây phao xong. Cây phao tầm lớn. Đây là điểm câu của mình nha các bạn. Hôm nay mình câu ở ngoài suối nha. Đây là một cái con đường suối nè. Mình sẽ câu ở chỗ đây nha. Đây là một cái bờ suối nè, suối mà người ta múc đất rộng ra để ta hút cát á. Đó. Cần văng nè. Hôm nay mình mới lấy cái cây phao này. Cây phao tầm lớn này, tải trị chắc 8-9 gram gì vậy. Giờ mình khui hàng cho mọi người xem nè. Lấy kéo để khui hàng cho mọi người xem nè. Đây. Đó. Đó các bạn. Mình thấy là tuyệt vời rồi đó. Đẹp rồi đó. Đập vào mắt mình là một cái phao rất là đẹp. Ồ, nè 6,2 gram. Đó các bạn. Bạn nhìn cái phao đã không? Thấy chưa? Tuyệt vời luôn. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nè. Tải chỉ 6,2 gram. Đó. Đánh hũ đấu thì tuyệt vời. Tâm xanh nha các bạn, xanh với lại đỏ nha. Đó, đã chưa? Đẹp. Mình dễ thấy các bạn. Chỗ này có, chỗ này cá nhỏ nhiều, mè dinh đồ cũng nhiều lắm. Sáng giờ mới được có con mè dinh nè. Hôm nay mình câu cám mà. Tí nó thử cây phao vô coi. Xem như thế nào các bạn. Thì chẳng tiện hôm nay mình đi test cây kìa. Không dính hả? Em test cái cây cần mới nè. Đây. Đây là cây cần 8m1. Mình mới lấy chiều hôm qua xong. Cần giá rẻ. Để test thử coi như thế nào các bạn. Đó. Thì bây giờ ok. Giờ mình sẽ câu nha. Thì tí nữa có cá mình sẽ quay lại cho tất cả mọi người cùng xem nha. Ok. Đây các bạn nè. Anh em mình nó mua cái cần đế vương chư hầu 6m3. Mà chưa có bò được con cá nào, mới giật lên thay mồi vậy. Gãy là 3 khúc. Đây mọi người nè, mọi người đừng nên mua cái cần đế vương chưa hầu này nha mọi người. Đây. Đây cần đế vương chưa hầu nè. Mới mua chưa chết. Nè. Mua cần chưa giật cá nữa mới giật lên thay mồi vậy mà gãy là 3 khúc. Vậy thôi chứ khi các bạn dính cá con bao cá nó sẽ như thế nào. Nè. Chất liệu bằng dính luôn. Đi ra hết làm 3 khúc luôn rồi các bạn ơi.
đế quân chú hầu nha, số ba gãi làm ba khúc vậy thôi chứ thua luôn, chưa được con cá nữa hết, gãi làm ba khúc rồi, giờ còn được mỗi cái ngọn kìa, còn được cái ngọn 3.6 à, còn câu được để về nhà, về nhà gắn gắn cái đồ cái ống vô để câu cá phi cần này không ngon. Lúc lần đầu nghe mình nó mua mình kêu đừng có mua cái cần này rồi mà cứ một hai mua nha, các bạn nhớ nha, đừng nên mua cái cần đế vương chư hầu này nha, đất kia là dở luôn, đế vương không hiểu nè, rong góc này gãy gãy làm hai khúc rong góc luôn đó, vương thì được đó nè, rong góc nè các bạn, gãy làm hai khúc luôn nè, nè rong góc của cần đế vương chư hầu nè, gãy làm hai khúc đó, gãy ngay ngay lóng này, ngay khúc góc và gãy gãy lóng hai đó, bỏ vô câu đi khắp bờ đi, cần trước ghi là dởm luôn, cần sau ba mua có 300 mấy ngàn à, quá thừa rẻ, và cái giá tiền nó rẻ cũng đi đôi với chất lượng của cái cần này quá tệ quá dở, anh em không nên mua cái cần này đó, mình khuyên anh em nha. Thì ngày hôm nay đi test phao Đúng rồi. Ơi. Dính cá lâu kiến các bạn ơi. Áo rồi đó. À quá các bạn ơi. Dính cá lâu kiến nè. Đây. Dính móc ở ngoài rồi. Ngoài dính vô mới ghê chứ. Nãy mới dính được con mà dính các bạn. Con khoảng ngồi dính khoảng 3-4 lạng vậy. Con to lắm mà quay chưa qua không quay kịp. Con lâu kiến này mình quay kịp cho mọi người xem nè. Đó, được 3 con rồi đó. hai con mà dính con lâu kiến. Bẻ hả? Khoa bẻ đi. Ảo thiệt á. 3 con này các bạn. Bắt luôn. Ok nè. Báo cá các bạn. Cần tấp gần 81. Đây à. Dính bự. Lẹ đi đi. Ok. Một em các bạn. Bự. Mè dinh này gần có ký á, hơn nửa ký á. Dinh nhà báo đó các bạn ơi. Năng cám mà. Lưỡi Bega số 10. Mè dinh đỡ không? Cần 81 quay giật xuống. Lần đầu tiên giật dính lưng cá luôn á. Gỡ đi cho lên cho mọi người xem con cá lên. Lưỡi có ngạnh mà, không thể nổi đâu. Này trời phao hả? Trời phao nè. Mồi ngâm nãy giờ cũng 20 phút rồi. Nó mới ăn. Cá suối này chua lắm. Mày dinh nhiều. Mạnh ra. Anh em mình thận đi xuống đầu bãi. Đó. Ê. Đấy. Một con cá mày dinh bự nha các bạn. Tuyệt vời không? Ok nha. Kiếm con nữa nha các bạn. Đâu cá nha các bạn. Con cá gì đây? Cá gì vậy? Cái gì? Tắc lát. Thằng lát cường các bạn ơi. Wow. Dính cái sống lưng. Dính sống lưng luôn. Hay. Dính lại dính miếng da. Sống lưng nè, dính da chứ. Chút xíu à. Lửa công ngạnh nha các bạn. Ủa, con này nửa ký à. Ngon lành liền. Ảo các bạn ơi. Mua con thằng lát đây nha các bạn. Nãy đã chưa? Mấy cụm ta? 3 6 7 cụm. Rồi bên kia coi. 3 6 7 cụm luôn. Đó, đẹp các bạn. Một con thằng lát nha các bạn, tuyệt vời nha. Đấy. Này có cá rồi. Chờ đỏ lên cho mọi người xem. Ok các bạn nha. Cá các bạn ơi. Cá này các bạn. Khó khăn cái lượng con. Cu phi các bạn à. Khó giật đi. Con cá xíu cái giật cho bá. Vậy nhỏ nữa. Được cá. Này, con này cũng được 3 lạng. Có cá ok mọi người ạ.
em cua phi nha. Cá ăn khô các bạn à. Cá toàn này là ăn lưng với ăn bụng thôi. Ít khi ăn miệng lắm. Cá suối mà ăn cực chi là khôn luôn. Còn ăn khôn hơn cá dịch vụ. Đấy, ok. Còn nữa nha các bạn. Đấy, cuối giờ báo cá nha các bạn. Ok. Rồi ok các bạn. Thì hiện tại bây giờ cũng gần 2 giờ rồi. Thì anh em của mình đang chuẩn bị thu cần để đi về nha các bạn. Đây. Đó. Và đây là thành quả nha. Rồi giờ anh em mình sẽ review thành quả của anh em mình câu từ sáng giờ cho mọi người xem. Mấy con. Đó. Cá suối. Cá suối rất là ngon nha các bạn. Cá suối tự nhiên rất là ngon nha. Đó. Đây, được 3 con mè dinh. Mè dinh suối đã lắm. 2 lâu kiến, 1 con thác lát, 1 con gô phi. Gô phi suối như vậy là bự rồi các bạn à. To, thác lát đã không? Thác lát này còn sống không? Về nhà thả hồ nuôi. Chết rồi. Hả? Lên bờ là chết rồi. Chết chết được. Chết. Chết đâu? Chết luôn rồi đó. Thôi để con lát này về nhà thấy con nên thấy nó còn sống thì nuôi. Sống nổi đâu? Ừ? Không sống nổi đâu. Có 7 bể bụng chết à. Thôi để ở nhà bà thích ăn thác lát lắm. Để lấy con lát con gu phi đi. Mày 5 con. Ha. Tao 2 con lát con gu phi. Đó. Chia thành quả. Đó, ok các bạn. Đó. Ở đây là thành quả của mấy anh em mình từ câu từ sáng giờ. Thì các bạn nếu yêu thích cái video này của mình thì nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày xem video vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Ngày mắm thiệt tùng mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy giác không các bạn? Các bạn phê quá các bạn ơi.